Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh King Kong Việt Nam, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục series những phụ kiện chiếu sáng của Yulanzi. Và bật mí một chút xíu này, lần này thì cái đèn nó sẽ là đèn mini nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó lại có võ đấy. Bây giờ hãy cùng mình đi khám phá thử nhé. Chính là một chiếc đèn mini từ nhà Yulanzi với cái tên là VL28. Với đèn VL28 này thì sẽ đi kèm một cái filter để làm dịu ánh sáng này. Và ngoài ra thì sẽ có kèm thêm một cái closure để các bạn có thể gắn lên những cước ngà một cách dễ dàng hơn. Với đèn Yulanzi VL28 thì được làm bằng nhựa ABS này. Ngoài ra thì được thiết kế siêu nhỏ gọn như thế này thì các bạn có thể dễ dàng mang đi khắp mọi nơi. Ở đây chỉ cần một thao tác thôi, ấn vào đây là cái là đèn nó sẽ tự động sáng hoặc là tắt nếu như mà các bạn không có nhu cầu sử dụng nữa. Và theo như thông tin nhà sản xuất đưa ra thì cái nhiệt độ màu của nó là 6500K, chỉ số CI là 95, gần bằng với ánh sáng tự nhiên. Và ở đây thì sẽ có 4 mức độ chiếu sáng và có một chế độ SOS nữa đấy. Đi kèm theo thì chính là một dây sạc Type-C. Khi mà các bạn sạc đầy pin trước đèn VL28 này thì nó sẽ hoạt động lên tới 3 giờ đồng hồ là đấy. Và mình đã vừa set up một chiếc đèn với lại một chiếc smartphone thì thích hợp cho những bạn nào mà mình làm vlog này, streamer hoặc là youtuber chẳng hạn, rất là tiện lợi. Trên đây là một số thông tin cơ bản về chiếc đèn mini nhà Yulanzi VL28. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại King Kong Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye!